chào và cảm ơn quý khán giả đón xem chương trình Chuyển động Đông Tây. Rất vui được đồng hành để gửi đến quý khán giả những thông tin mới trong 30 phút trưa nay. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019, sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý khán giả, tiếp tục cảnh báo nguy cơ dịch tả heo châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan tại các địa phương thuộc khu vực Đông và Tây Nam Bộ rất cao do đang là thời điểm giao mùa. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và các sở giao thông vận tải tiếp tục triển khai, tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đang có dịch để kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển sản phẩm từ heo trên các phương tiện vận tải, hàng hóa, hành khách. Theo thông tin mới nhận, thì Trà Vinh là tỉnh thứ 11 của đồng bằng sông Cửu Long phát hiện có ổ dịch tả heo châu Phi. Sự lây lan nhanh chóng lần này đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và người nuôi. Và với Hậu Giang là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long nhiễm bệnh và mầm móng dịch vẫn chưa hết lây lan. Hôm qua, đoàn công tác Cục Thú y có buổi làm việc với tỉnh về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 54 ổ dịch tả heo châu Phi tại 20 xã thị trấn thuộc 5 huyện thị xã với số lượng heo chết và tiêu hủy là gần 2.600 con. Tại buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh rà soát đánh giá nguyên nhân dịch lây lan nhanh, đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi thấy được sự nguy hiểm của dịch, nhưng đồng thời không để người tiêu dùng quay lưng với thịt heo. Bên cạnh đó, phải giám sát hiện tượng heo chết, nhưng người dân không báo cáo cho thú y mà bán giá rẻ, chú ý việc kiểm soát vận chuyển heo bằng đường thủy, thực hiện nghiêm việc kiểm soát giết mổ. Trong xử lý ổ dịch, phải tránh phát sinh những vấn đề về môi trường. Giá heo hơi trên thị trường ở thời điểm hiện tại dao động từ 31.000 đến 35.000 đồng một ký, tùy vào từng địa phương khác nhau. Giá trung bình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 32.500 đồng một ký. Theo Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, tính đến chiều qua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện hàng loạt các ổ dịch tả heo châu Phi tại 6 địa điểm. Hiện ngành thú y và chính quyền địa phương đang phối hợp tiến hành tiêu hủy hơn 300 con heo bị nhiễm bệnh. Đáng chú ý là tại trại heo giống của tỉnh ở xã Long Thạnh, một trong những nơi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật quy trình ra vào trại rất nghiêm ngặt, cũng bị dịch tấn công vào trại. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành tiêu hủy gần 200 con heo có trọng lượng hơn 9 tấn của hộ gia đình ông Phạm Văn Thuyên ở ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dương tính với dịch tả heo châu Phi. Trước đó, vài ngày ông Thuyên phát hiện đàn heo của gia đình có những triệu chứng bất thường như sốt cao, bỏ ăn, một số con chảy máu mũi, rồi chết. Như vậy, tính đến sáng nay, tỉnh Bình Phước đã xuất hiện 89 ổ dịch tại 17 xã phường. Xin được chuyển sang thông tin đáng quan tâm khác. Vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là vị tư lệnh ngành thứ 3 đăng đàn tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Giải trình về một trong những nhóm vấn đề được chọn chất vấn, công trình giao thông trọng điểm đội vốn lớn chậm tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề cập dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bắt đầu từ 9 giờ sáng nay, kéo dài thêm một tiếng vào đầu giờ làm việc buổi chiều cùng ngày của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Các đại biểu Quốc hội đã chuẩn bị hàng loạt các câu hỏi thuộc nhóm vấn đề liên quan đến hai lĩnh vực trên. Trong các vấn đề nổi cộm ngành giao thông vận tải, vấn đề hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ hay vấn đề trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ được các đại biểu Quốc hội đề cập đến trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.
Đối với việc mà phát triển đất nước giao cho từng tỉnh thành với những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, nhưng tính kết nối giao thông nó vẫn còn mang tính địa phương, có nghĩa là từ vùng này đi tới vùng kia vẫn rất khó khăn. Và thật ra đối với thành phố Hồ Chí Minh thì việc giao thông cũng là vấn đề mà người dân rất là quan tâm và cũng rất là đau đầu. Nếu có điều kiện thì tôi cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng cái trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc thúc đẩy tháo gỡ cái nút thắt về giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long. Về lĩnh vực văn hóa, các đại biểu cho rằng thời gian gần đây những biểu hiện xuống cấp của đạo đức vẫn phức tạp. Gần đây tình trạng tâm linh tín ngưỡng bị lợi dụng quá đà chuyển thành mê tín dị đoan, thị trường quá làm méo mó xấu xí đi hình ảnh của tôn giáo. Các đại biểu cũng chuẩn bị các câu hỏi để chất vấn về trách nhiệm của Bộ trưởng, của ngành trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là một vấn đề hết sức là đáng báo động và đòi hỏi các cái toàn bộ hệ thống của chúng ta, trong đó cái cơ quan về văn hóa, Bộ Văn hóa phải là cơ quan tham mưu để làm sao mà có được những cái chú trọng hơn, và chúng ta phải là làm sao để mà để có những cái giải pháp để giải quyết tận gốc của vấn đề. Chứ hiện nay chúng ta có thể nói là cũng đang buông lỏng cái mặt trận văn hóa này. Đó đều là những vấn đề nóng liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Có những vấn đề đã tồn tại từ những kỳ họp trước nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Thậm chí còn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, các đại biểu kỳ vọng các bộ trưởng sẽ có những giải pháp cụ thể cho từng nhóm vấn đề, đáp ứng mong mỏi của các đại biểu quốc hội cũng như cử tri cả nước. Thưa quý khán giả, mỗi ngành nghề kinh doanh, mỗi công việc tạo ra thu nhập đều gắn với nghĩa vụ nộp thuế. Và hoạt động kinh doanh nội dung trên YouTube thì cũng không ngoại lệ. Ở Việt Nam, với một số kênh YouTube đạt hàng triệu lượt theo dõi như Khá Bảnh trong thời gian qua, thì có thể kiếm tới 12.000 đô la Mỹ một tháng. Do đó, nếu chúng ta suy tính một cách đơn giản, thì những người này cũng sẽ phải nộp một số tiền thuế rất lớn. Tuy nhiên, những khoản thu nhập tưởng chừng lớn này lại phần lớn không được kê khai hoặc nộp thuế không đầy đủ. Do đó, sẽ có một dấu hỏi lớn về trách nhiệm nộp thuế của các cá nhân này và việc thu thuế với các loại hình kinh doanh mới. Ý cũng đang là một chủ đề nóng và sẽ được đưa ra bàn luận bên hành lang quốc hội. Theo lời khai của Khá Bảnh, thì đối tượng này bắt đầu đăng tải các clip trên kênh YouTube từ năm 2017. Do có lượng truy cập và tương tác cao, Google trả tiền cho những video đăng trên YouTube. Mấy tháng đầu được 7.000 đến 8.000 đô la Mỹ một tháng, tháng nhiều nhất lên tới 19.500 đô la Mỹ, gần 500 triệu đồng. Tuy vậy, trong một cuộc họp báo, ngành thuế đã cho biết chưa nhận được bất kỳ sự kê khai thuế nào từ Ngô Bá Khá hay Khá Bảnh. Còn về phía cơ quan thuế thì chúng tôi hiện nay chưa có bất kỳ cái thông tin về đăng ký thu nhập của ông Ngô Văn Khá. Để thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên Facebook, YouTube, Google ở Việt Nam, cơ quan chức năng đang áp dụng thuế nhà thầu, tức là thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn vốn với các đơn vị tổ chức cá nhân tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh trên Facebook. Tuy nhiên, nếu lượng người mua đông, thiếu cơ sở dữ liệu, việc quản lý sẽ rất khó. Có một vấn đề gây tranh cãi trong việc đánh thuế các dịch vụ cung cấp nền tảng thông tin như Facebook, Google, YouTube. Đó là liệu chúng ta có nên đánh giá và đo đếm được giá trị mà các công ty dịch vụ này tạo ra được ở một quốc gia hay không, vì họ không hề có mặt tại chính quốc gia đó. Do vậy, một bộ quy tắc chuẩn mực theo chuẩn quốc tế cần phải được xây dựng và dự kiến sẽ được hoàn thiện trong năm 2020. Theo cơ quan thuế thì sau khi luật quản lý thuế sửa đổi được thông qua, có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, để quản lý hiệu quả vẫn cần sự quan tâm của các bộ các ngành từ việc kết nối chia sẻ trong lĩnh vực mà hoạt động kinh tế số diễn ra, đặc biệt quản lý dòng tiền, mà ở đây cần có sự kết hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước. Việc trở thành một người nổi tiếng trên YouTube thì cũng kèm theo một loạt các áp lực đối với các cá nhân. Bên cạnh đó, các nước đang phát triển như Việt Nam thì việc quản lý loại hình kinh doanh mới này cũng là một vấn đề rất lớn được đặt ra. Thưa quý khán giả, các ngân hàng, ví điện tử, nhà bán lẻ sẽ tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại, giảm giá, hoàn tiền trong thời gian từ nay đến ngày 16 tháng 6 để hưởng ứng ngày không tiền mặt, khuyến khích người dùng sử dụng các phương thức thanh toán phi tiền mặt. Với hàng loạt các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn, theo các chuyên gia, thị trường trong mùa mua sắm hè năm nay dự báo sẽ rất sôi động nhằm hưởng ứng chủ trương của chính phủ và ngân hàng. Thưa quý khán giả, tiền mặt vốn đã quen thuộc trong các giao dịch mua bán,
Tuy nhiên, theo sự phát triển của công nghệ, nhiều hình thức thanh toán mới mẻ đã dần ra đời để giúp cho việc thanh toán trở nên đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn, hứa hẹn sẽ tạo ra một tương lai thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là vấn đề chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu trong Góc nhìn Đông Tây hôm nay. Theo thống kê của hệ thống siêu thị Co.opmart, tỷ lệ khách mua sắm chuyển sang trả thẻ đang có cải thiện qua mỗi năm, ít nhất là từ 5 đến 15% tùy khu vực. Nếu như trước đây, thanh toán bằng thẻ rơi vào những đơn hàng giá trị lớn, thì khoảng thời gian gần đây, những món hàng nhỏ giá từ vài trăm ngàn đồng cũng được khách thanh toán qua thẻ. Đây là tín hiệu tích cực để các nhà bán lẻ tiến tới xây dựng một mô hình siêu thị ảo, tiếp cận mọi lúc mọi nơi với người tiêu dùng. Mới đây, công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce thuộc tập đoàn Vingroup ra mắt mô hình siêu thị ảo mang tên Vinmart 4.0. Không giống với các mô hình bán lẻ thường thấy khác, hàng hóa được thể hiện bằng hình ảnh trên những tấm áp phích khổ lớn. Khách mua chỉ cần quét mã QR, thanh toán trên ứng dụng, hàng hóa sẽ được chuyển đến tận nhà sau vài giờ. Đại diện Vincommerce cho biết, mô hình này sẽ đưa người tiêu dùng tiếp cận và làm quen với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt của thế giới thông qua hình thức kích hoạt ví điện tử trên ứng dụng VinID hoặc sử dụng thẻ ngân hàng. Tương tự, tại Sài Gòn Co-op, hình thức mua sắm ảo này cũng đang được triển khai thử nghiệm. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết, việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp siêu thị thuận tiện hơn trong việc quản lý dòng tiền, cụ thể là giảm chi phí kiểm đếm, lưu kho, vận chuyển. Bên cạnh đó, theo các nhà bán lẻ, một trong những vấn đề đối với thanh toán bằng tiền mặt là khách hàng luôn phải kiểm tra số tiền thanh toán và tiền thừa. Trong khi nếu thanh toán thẻ, người dùng không phải lo lắng điều này và còn theo dõi được các giao dịch qua lịch sử thanh toán trên các ứng dụng. Được biết, với hạ tầng thanh toán, phía Ngân hàng Nhà nước cam kết đã đủ sức để cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện ích đến tất cả mọi ngành kinh tế, không hề có vướng mắc nào. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để người tiêu dùng bước qua ngưỡng chưa sử dụng để sử dụng. Để khuyến khích người tiêu dùng hạn chế sử dụng tiền mặt, các siêu thị đều chọn phối hợp cùng ngân hàng và các đối tác khác nhằm tung ưu đãi với những khuyến mãi từ 10 đến 15%, thậm chí giảm giá từ 30 đến 50% nếu thanh toán qua thẻ. Chưa kể khách vẫn được tích thêm điểm thành viên, có cơ hội nhận quà tặng. Đại diện Sài Gòn Co-op cho biết, với thẻ đồng thương hiệu, doanh nghiệp đang kết hợp với Vietcombank, BIDV, Vietinbank để phát hành cộng gộp. Đến nay đã có khoảng 4 triệu thẻ đồng thương hiệu 4 bên, vừa có chức năng tín dụng thanh toán, vừa có chức năng tích điểm hưởng quyền lợi của siêu thị. Nhiều nhà bán lẻ khác cũng cho biết đang làm việc với nhiều đối tác khác để triển khai nhiều hình thức thanh toán và tung ra các chương trình ưu đãi đặc biệt hơn. Không phủ nhận thanh toán không tiền mặt là giải pháp tốt, mang đến sự thuận tiện, linh hoạt và nhanh chóng, đặc biệt trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng thanh toán điện tử cũng không loại trừ rủi ro nếu không tìm hiểu kỹ. Do đó, người dùng cũng được khuyến cáo đọc kỹ các hướng dẫn, không chủ quan khi thanh toán bằng hình thức mới này. Cụ thể, cần kiểm tra cẩn thận khi thanh toán về nguồn trang web, sự trùng khớp trên số tiền thanh toán để tránh tình trạng bị lợi dụng, mất tiền trong tài khoản. Ước tính mỗi năm tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ các loại để thanh toán tại hệ thống siêu thị cửa hàng tăng trung bình từ 2 đến 10% tùy theo khu vực. Các nhà bán lẻ đang mong muốn một con số lớn hơn bởi điều này không chỉ giúp cho họ giải quyết hàng loạt các vấn đề rắc rối trong quản lý tiền mặt mà còn cải thiện sức mua của người tiêu dùng. Và như chúng tôi có nói thì cần phải cẩn thận tìm hiểu thông tin để tránh bị thiệt hại cho mình. Thưa quý khán giả, trên sáng nay, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo yêu cầu cứu hộ cứu nạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Nhà Đức, phường Bến Nghé, quận 1. Tin báo cho biết có hàng chục người mắc kẹt trong thang máy ở tòa nhà được đánh giá là tiên tiến nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí mắc kẹt là tại thang máy giữa lầu 2 và lầu 3. Cảnh sát dùng máy banh thủy lực phá cửa thang máy để đưa các nạn nhân ra ngoài. Nhiều nạn nhân được đưa ra ngoài trong trạng thái choáng, họ hoảng loạn và không đi vững vì chấn động tâm lý. Tình huống được đánh giá là rất nguy hiểm vì thời gian mắc kẹt lâu, số người bị mắc kẹt đông.
và hiện nguyên nhân của sự cố đang được điều tra. Tại Bạc Liêu vừa xảy ra vụ cháy lớn tại căn nhà của ông Trương Văn Vàng, 62 tuổi, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, do ngọn lửa cháy lớn cộng với gió mạnh, khó khăn để khống chế đám cháy. Sau gần 1 giờ, đám cháy cũng đã được dập tắt. Ước tính vụ cháy thiệt hại hơn 200 triệu đồng, nhưng vẫn còn may là tất cả thành viên trong nhà đã kịp chạy thoát thân. Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ khám xét kho xăng dầu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo công an của tỉnh Đắk Nông xác nhận đã tạm giữ hình sự ông Trịnh Sướng, 50 tuổi, giám đốc doanh nghiệp này, điều tra về hành vi sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu. Theo nguồn tin, từ một vụ xe cháy, công an kiểm tra và phát hiện một cửa hàng xăng dầu tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, bán 10 mét khối xăng kém chất lượng xăng giả. Trong quá trình điều tra, công an tỉnh Đắk Nông xác định thêm 2 cửa hàng nữa có hành vi tương tự. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án và báo cáo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh vụ sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu diễn ra tại nhiều địa phương. Hiện công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 nghi can liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu. Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế điều tra và xác định nguồn gốc xăng dầu giả xuất phát từ kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng nên tiến hành khám xét. Ông Trịnh Sướng bị di lý về tỉnh Đắk Nông và hiện đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vụ án ở giai đoạn 2. Thời gian gần đây, tình trạng thuốc Amacong không rõ nguồn gốc được buôn bán công khai đang làm giảm uy tín của tỉnh Đắk Lắk, vì đây là bài thuốc được du khách mua làm quà mỗi khi đến với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo đó, từ ngày 6 tháng 3 năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thuốc Amacong trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và 2 điểm du lịch của tỉnh. Qua đó, đơn vị đã phát hiện và thu giữ trên 4 tấn thuốc có ghi nhãn hiệu Amacong không rõ nguồn gốc. Sáng nay ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành tiêu hủy. Thưa quý khán giả, nạn trộm cắp hành lý tại sân bay không phải là một hiện tượng mới, thậm chí còn trở thành cơn ác mộng của các hành khách. Không riêng Việt Nam mà trên khắp các sân bay trên thế giới. Khi hành khách tưởng đâu hành lý xách tay sẽ được đảm bảo an toàn, vậy mà bỗng dưng không cánh mà bay. Dừng, và đặc biệt là bắt đầu vào mùa cao điểm đi lại du lịch hè, các vụ trộm cắp trên máy bay còn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sau đây là những tổng hợp, những vụ đánh cắp và những điều mà quý khán giả cần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình. Trong tháng 5 vừa qua, tiếp viên Vietnam Airlines và hành khách bắt quả tang 3 vụ khách người nước ngoài lục lọi hành lý của người khác. Trong chuyến bay VN1341 Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, hành khách quay được clip một người Trung Quốc lấy túi sách của người khác từ ngăn để đồ và lục lọi. Nhận được thông tin, tiếp viên thông báo cho chủ nhân chiếc túi kiểm tra và phát hiện bị mất chiếc bóp, cất bên trong có 30 triệu đồng, nhiều thẻ ngân hàng, sau đó được tìm thấy trong một khoang để hành lý khác. Tổ bay lập biên bản vi phạm hành chính, nghi phạm đã bị tạm giam. Ngày 9 tháng 5, trên chuyến bay VN630 Jakarta, thành phố Hồ Chí Minh, khi hành khách quốc tịch Trung Quốc lục lấy hành lý một cách vội vàng, thấy khả nghi, tiếp viên đã tiếp cận rất nhanh, đối tượng chưa kịp hành động. Trước đó một ngày, 8 tháng 5, trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông, khi chuẩn bị hạ cánh tại Hồng Kông, tiếp viên trưởng nhận được tin báo của hành khách tên LDK, quốc tịch Việt Nam, mất 300.000 đô la Mỹ và 2.700 Hồng Kông đô la. Tiếp viên trưởng nhớ lại trong hành trình bay, hành khách tên WS đã có những biểu hiện bất thường là hay đi lại và thay đổi chỗ ngồi trong quá trình bay. Khoanh vùng điều tra và xác định chính y là người lấy cắp. Cao điểm dịp hè lúc này, nạn trộm cắp càng diễn ra liên tục với tần suất cao. Bên cạnh tiền mặt, những hiện vật nhỏ gọn nhưng giá trị lớn như điện thoại, đồng hồ, máy ảnh, trang sức cũng là mục tiêu hàng đầu của đối tượng trộm cắp. Thủ đoạn trộm cắp càng lúc càng tinh vi, thậm chí có đối tượng còn đóng vai doanh nhân đi máy bay hạng thương gia để có nhiều cơ hội ra tay hơn và tài sản to hơn. Các đối tượng trộm cắp sẽ theo dõi và lựa chọn những hành khách phù hợp ngay từ khâu làm thủ tục bay.
Tiếp đến, chúng sẽ lợi dụng thời điểm nạn nhân và những người xung quanh đang chợp mắt, tiếp viên không có mặt để lục lọi và trộm đồ trên máy bay. Các loại hành lý có vẻ ngoài sang trọng đắt tiền sẽ dễ bị kẻ xấu tấn công hơn. Đối tượng trộm cắp thường lựa chọn chuyến bay nội địa Việt Nam và giữa các nước Đông Nam Á, các điểm đến không yêu cầu thị thực khi đi du lịch. Để cảnh giác trộm cắp trên máy bay dịp cao điểm hè, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách cần tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên về nơi để hành lý, để trong tầm soát, hạn chế để tiền mặt, tài sản có giá trị trong hành lý, nên sử dụng các loại túi, vali, hành lý có khóa. Cục Hàng không cũng đưa ra biện pháp ngăn chặn bằng cách huấn thị cho đội ngũ tiếp viên hàng không quan sát. Nếu hành khách ngồi vị trí này lại tìm hành lý ở chỗ khác thì phải chú ý. Một số đối tượng thực hiện hành vi thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách thức hoạt động tội phạm. Do đó, phải chuyển hồ sơ cho công an địa phương và công an để điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. Phần tin tiếp theo, khán giả Phú Thọ háo hức trước trận U23 Việt Nam, U23 Myanmar. Nỗi lo rác thải nhựa, mũi dây dùng biển, vấn đề đáng báo động. Người phụ nữ chiều bước những đứa trẻ mồ côi, hành động khiến lòng người ấm áp. Thưa quý khán giả, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 3 năm triển khai chính thức, đấu thầu qua mạng đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và là công cụ hữu hiệu trong công tác phòng chống tham nhũng, đẩy lùi vi phạm tiêu cực trong đấu thầu. Theo đó, giai đoạn 2016-2018, tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng đạt hơn 30.500 gói, với tổng giá gói thầu là gần 62.000 tỷ đồng. Để đấu thầu qua mạng thực sự đi vào hiệu quả, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 4 nhóm giải pháp, bao gồm xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông, đào tạo về đấu thầu qua mạng. Và thứ tư là xây dựng hệ thống tổng thể theo mô hình đối tác công tư. Chiều qua tại Cần Thơ, đoàn công tác của Trung ương do Phó trưởng ban nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Cần Thơ về tình hình và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn thư. Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, có tốc độ đô thị quá nhanh, các phương án đầu tư nhiều, thường có nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án. Theo Thành ủy Cần Thơ, hàng tháng Bí thư Thành ủy xếp lịch tiếp công dân một ngày và công bố rộng rãi đến các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tương tự, tại các quận, huyện và đảng ủy xã, phường đều xếp lịch tiếp công dân cho đồng chí Bí thư theo đúng quy định. Đã có thêm 61 trường hợp mắc sởi, 77 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 4 trường hợp mắc tay chân miệng, 1 trường hợp mắc ho gà. Đây là báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội. Trong tuần từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 trên địa bàn thành phố. Nhưng so với tuần trước đó, số ca mắc mới các dịch bệnh đều giảm từ 4 đến 9 trường hợp một tuần. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng và mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Vào ngày 7 tháng 6 tới, trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên những người hâm mộ bóng đá đất tổ được thưởng thức một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mặc dù phải đứng dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè để xếp hàng mua vé, nhưng người hâm mộ bóng đá đất tổ không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó là không khí hào hứng vui vẻ, ai cũng muốn có được tấm vé để được trực tiếp ra sân, cổ vũ cho đội tuyển và cho các cầu thủ mình yêu thích. Việc tổ chức trận đấu tại Phú Thọ xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của các khán giả tại địa phương, mong muốn được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ quốc gia thi đấu. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, tỉnh Phú Thọ đã tu sửa sân vận động Việt Trì, nâng cấp nhiều hạng mục. Thưa quý khán giả, Việt Nam liệt vào danh sách nước đứng thứ tư thế giới về khối lượng rác thải nhựa thải ra biển, với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường biển. Trong đó thì có 80% rác thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền.
Và trung bình thì cứ mỗi ngày, mỗi một hộ gia đình thải ra hơn một túi ni lông ra môi trường. Đây là căn nguyên dẫn tới nạn ô nhiễm từ rác thải nhựa đang ở mức báo động. Dường như việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhất là túi ni lông, đã trở thành một thói quen khó bỏ khi mà nhiều người vẫn chưa có ý thức trong việc hạn chế sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Công tác viên chương trình có ghi nhận ở tỉnh Quảng Ngãi, địa phương không nằm ngoài nỗi lo này. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Bờ biển trở thành nơi chứa rác thải nhựa là chai lọ, túi ni lông. Ô nhiễm nặng nề, người dân đang phải sống chung với ô nhiễm rác thải nhựa do chính mình gây ra. Những người làm công nhân vệ sinh thu gom rác thải ở vùng biển như ông Lê Văn Sơn rất ngao ngán khi nhiều người dân vẫn cứ vô tư xả rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông, một cách vô tội trạ ra ngoài môi trường. Phải mất cả trăm năm để những chiếc túi ni lông này may ra mới có thể phân hủy. Và trong suốt thời gian này, những hệ lụy về môi trường do ô nhiễm rác thải nhựa, cụ thể là túi ni lông, là không có gì có thể đo đếm được. Tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang lây quay, chưa có những giải pháp căn cơ cho vấn nạn túi ni lông gây ô nhiễm môi trường biển đang ở mức báo động như hiện nay. Cuối chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng ghé qua xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nơi có một người phụ nữ từ nhiều tháng nay đã âm thầm tự nguyện đưa đón những đứa trẻ mồ côi đến trường. Và câu chuyện đã lan tỏa làm cho bao người nể phục vì hành động đẹp của chị. Đây là công việc thường ngày, mỗi buổi sáng sau khi lo toan công việc gia đình mình, chị Nguyễn Thị Hồng Hải lại đến chở cháu bé mồ côi đáng thương đang ở cùng bà ngoại đến lớp, chiều lại đón về. Công việc của một phụ nữ đang là nhân viên kế toán một trường học, lại thêm hai con đang tuổi đến trường là việc chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng hơn một năm nay, chị Hải tự nguyện làm công việc này như một người mẹ thứ hai trong đời cháu bé. Tuy mất đi tình mẫu tử ruột rà, nhưng bù vào đó, em đã có một tình yêu thương mới, đang lấp dần những khoảng trống vắng tình thân. Được biết, đây không phải là trường hợp duy nhất mà chị Hải, người phụ nữ trẻ ở miền quê bán sơn địa này, đã cho bờ vai nương tựa, san sẻ tình yêu thương như những con em ruột rà của mình. Trước đó đã có 6 trường hợp trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc ở xã đã được chị hôm sớm đưa đón các em đến lớp để không phải bỏ học giữa chừng. Từ hành động của chị mới thấy hết được tình yêu thương không cần đong đếm sẽ làm cho cuộc đời này thêm ấm áp hơn. Và nội dung này cũng kết thúc chương trình Chuyển động Đông Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.